chó bác Hà này, 8 tháng tuổi, rất ngoan hiền, 8 tháng tuổi, nặng 17 kg. Chó đực 8 tháng tuổi. Ngoan này, cứu trại cứu hộ nhá. Rồi. Bé bác Hà 8 tháng tuổi, nặng 17 kg. Đừng buồn nhá, rồi cứu và chào cứu hộ nhá, đừng có buồn rồi.